Sẽ đi hôm dưới nhà quan long ra phía trước lễ đài tổ tiên
hiện hạ bộ công và mong muốn cầu nguyện hòa bình. Sau đó trong trọng tiếp mời các nam nữ Phật nữ ở lại để thưởng thức đêm văn nghệ của nhiều đại lễ Phật đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chúng con bạch chúng tôi và hội đồng hỏi các tăng và Phật tử chương trình văn nghệ của Phật nữ cũng ngày công phu cho nên cũng thỉnh quý hòa thượng cũng hãy quan tâm trước lễ đài chương trình văn nghệ để Phật tử tác bạch cũng được chương trình văn nghệ